Sáng ngày 19 tháng 7, anh Đỗ Phước Vũ ở Hội An, Quảng Nam đã có thư gửi công an phường Cẩm An là trung tá Nguyễn Phan Quang, người đã chở anh bám đuôi tên trộm chạy từ Hội An ra tới thị trấn Lan Cô, Thừa Thiên Huế sáng ngày 14 tháng 7. Theo anh Vũ, trưa ngày 14 tháng 7, một người đàn ông đã vào nhà anh tại đường Nguyễn Phan Vinh rồi lấy trộm xe máy chạy ngược ra hướng Đà Nẵng. Khi nhận tin báo, trung tá Quang đã có mặt và chở anh Vũ bám theo do có thiết bị định vị được gắn trên xe. Sau 3 tiếng, tới 13 giờ chiều thì tiếp cận được nghi phạm cùng Tăng Vật khi đang ở một nhà nghỉ tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù nghi phạm chống trả nhưng trung tá quan cùng lực lượng địa phương đã khống chế, di lý cả người và Tăng Vật về bàn giao cho công an thành phố Hội An tiếp tục điều tra.